mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa bạn đọc báo Tuổi Trẻ, mời bạn đọc đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 11. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tái hiện lễ hội KT rực rỡ sắc màu của người Chăm Ninh Thuận. Bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng ở Huế khai gì trước tòa. Hai nữ sinh trên đường đến trường thì gặp nạn. Tường rào trường tiểu học bất ngờ đổ sập, đè hàng chục xe của học sinh. Argentina quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ siêu sao Maradona vừa qua đời ở tuổi 60. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 26 tháng 11. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật cấp 2 viên bi nam châm bị ghim chặt trong ruột non bé trai 22 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai. Trước đó một tuần, bé được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng đau, phình nhẹ, sốt cao, ói và tiêu lỏng từng đợt. Chụp X-quang kiểm tra thì phát hiện hai dị vật nhỏ nằm trong khu vực ruột non. Nhận định đây là hai viên bi nam châm nằm ở hai khoang ruột khác nhau, đã hút hai đoạn ruột lại với nhau. Dần dần bi xuyên thành ruột và bị mạc treo ruột bao lại. Ngay lập tức, ekip phẫu thuật đã nội soi xử lý gấp hai viên bi này ra. Sau hơn 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe bé ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Chiều hôm qua, trong lúc học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang trong tiết học, thì bức tường rào dài gần 30 mét, cao 2,5 mét thuộc khu B bất ngờ đổ sập đè lên nhiều xe của học sinh. Ngoài bức tường bị đổ sập, thì hơn 30 mét tường rào ngăn cách trường với nghĩa trang giáo xứ Đức Long ở bên cạnh cũng bị nghiêng, xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bức tường đã mục vì xây dựng từ hàng chục năm lại bị rễ cây phi lao xâm lấn khi móng tường yếu dần rồi đổ sập. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, do đang trong giờ học nên không có học sinh lai vãng trong khu vực. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hôm nay, 26 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. Cáo trạng xác định ông Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu trong vụ đánh cắp tài liệu điều tra đại án Nhật Cường. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đánh giá cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và người có liên quan. Ông Chung được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lê Quang Huy Phương bị cáo buộc hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng khiến dư luận bức xúc thời gian qua. Phương bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế khởi tố 3 tội danh: hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, bị cáo Phương là bác sĩ, trưởng bộ phận chăm sóc da, khoa da liễu Bệnh viện Trung ương Huế, còn bị hại là nhân viên hợp đồng. Khoảng 10 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm 2019, bị cáo nhắn nạn nhân lấy một liều thuốc đẹp da đưa đến cho mình. Khi nạn nhân đến, Phương đã tấn công, có ý định giở trò nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, mà khai nại rằng do nạn nhân tự cởi áo lót và áo khoác của mình ra và nạn nhân cũng là người đánh bị cáo trước. Đến chiều nay, phiên tòa cơ bản hoàn thành phần xét hỏi. Ngày mai, 27 tháng 11, tòa tiếp tục. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng lo ngại về tai nạn giao thông. Sáng nay, hai nữ sinh của trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên đường đến trường thì không may gặp nạn, tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra khi hai nữ sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch đi chung một xe máy trên đường Mỹ Xuân Hòa Bình. Đến đoạn thuộc phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ thì bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều vượt lên. Trong lúc vượt, phần hông của cabin xe tải chạm vào tay lái của xe máy, làm hai nữ sinh té ngã xuống đường và bị bánh sau của xe tải cán qua người, khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an thị xã Phú Mỹ trình diện. Một sự cố giao thông khác, nhưng nhiều người đã may mắn thoát nạn. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội từ hôm qua cho thấy chiếc ô tô mất lái lao lên vỉa hè nơi có nhiều người đang ngồi uống cà phê. Chiếc ô tô đã càn quét nhiều xe máy dựng trên lề đường cùng nhiều bàn ghế khiến những người đang ngồi gần đó hoảng hốt tháo chạy. Rất may, chiếc xe lao vào sát mép ngoài của dãy bàn nên nhiều người đã thoát nạn trong gang tấc. Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
nhằm bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống từ xa xưa, diễn ra mỗi năm một lần, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vừa tái hiện lễ hội KT độc đáo của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Lễ hội KT được điểm tô bởi những bài thánh ca, những điệu múa dân gian hòa trong nền nhạc khi trầm khi bổng của đàn ca nhi, rộn ràng với tiếng trống xi đăng, ba ra nừng, thanh cao réo rắt của kèn saranai, huyền bí của tiếng tù và. KT cũng là nơi hẹn hò của các đôi trai gái, nơi khoe sắc phục truyền thống lung linh sắc màu. Không gian KT thường rộng, thoáng, trang trọng và rực rỡ sắc màu. Kết thúc phần đại lễ, những điệu trống xi đăng, kèn saranai cùng vang lên. Các phụ nữ sẽ biểu diễn múa dân ngày hội, tiếng trống hội KT, các điệu múa quạt truyền thống của người Chăm sẽ khiến du khách không khỏi say đắm. Một lần đã đến sẽ hẹn ngày quay trở lại. Còn đây là những hình ảnh tuyệt đẹp mà tỉnh Quảng Nam đang ra sức giữ gìn và tái hiện để níu chân du khách sau những ngày oằn mình chống chọi với bão lũ cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Điểm nhấn là màn biểu diễn thuyền thúng xoay tại làng du lịch sinh thái Cẩm Thanh, một địa chỉ được nhiều du khách tìm đến với thành phố du lịch Hội An. Còn đây, hồ Phú Ninh, hòn ngọc xanh của miền Trung, rộng 23.000 hecta với trên 30 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều cây xanh và động vật quý hiếm. Cùng những chiếc thuyền kayak, hứa hẹn sẽ mang lại tiếng vui cười sảng khoái cho những ai đặt chân đến. Khu đền tháp Mỹ Sơn, thác Cờ Răng, Cù Lao Chàm cũng là những điểm đến không thể bỏ qua. Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang đổ dồn tới các cửa hàng, đặc biệt là trung tâm thương mại lớn để săn khuyến mãi trong đợt giảm giá sâu nhất năm Black Friday. Nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, mắt kính, đồ dùng nhà bếp áp dụng mức giảm đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, có nơi còn giảm đến 80%. Lượng khách tăng mạnh nên nhiều nơi phải tăng cường nhân viên. Black Friday là cơ hội để các cửa hàng giảm giá để kích cầu mua sắm cuối năm với kỳ vọng tăng doanh thu, đồng thời xả hàng cũ để lên hàng mới cho mùa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, không ít cửa hàng vẫn chơi lớn, giảm giá mạnh cho cả các mặt hàng bán chạy, bộ sưu tập mới ra. Cuộc săn sale dự báo sẽ còn sôi động hơn vào đúng ngày Black Friday 27 tháng 11. Chuyển sang phần tin thế giới, tin buồn và không khỏi bất ngờ với những người yêu thích môn thể thao vua trên toàn thế giới. Tối qua ngày 25 tháng 11 theo giờ Việt Nam, danh thủ Diego Maradona, siêu sao một thời của bóng đá thế giới, đã qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim. Siêu sao Maradona đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Gimnasia Argentina. Sau chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Patronato, ông cảm thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy Maradona có một cục máu đông trong não và được mổ ngay lập tức. Các bác sĩ cho hay cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, vào tối 25 tháng 11, Maradona bị trụy tim và các bác sĩ đã không thể cứu được ông. Siêu sao bóng đá qua đời đúng 25 ngày sau sinh nhật lần thứ 60 của ông. Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960 tại Buenos Aires, Argentina. Ông bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho đội Argentinos Juniors ở tuổi 16 trước khi vụt sáng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến. Trong 91 lần khoác áo đội tuyển, ông đã ghi được 34 bàn thắng, sở hữu 3 quả bóng vàng. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez hôm nay đã công bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona. Sau khi hay tin Maradona qua đời, nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Vua bóng đá Pele đau xót viết, thật buồn khi mất đi một người bạn, thế giới mất đi một huyền thoại. Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng Diego Maradona chơi bóng ở trên thiên đường, chắc chắn là vậy. Siêu sao Lionel Messi viết trên trang Facebook cá nhân, Maradona đã rời xa nhưng ông luôn ở cạnh chúng ta bởi Diego Maradona là vĩnh cửu. Chỉ trong một đêm, thế giới bóng đá đã tràn ngập những lời chia buồn đầy cảm xúc đến huyền thoại Maradona. David Beckham, Robin van Persie, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Romario và nhiều danh thủ khác đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Maradona. Sau nhiều đồn đoán, Tổng thống Trump chính thức ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Vị này từng nhận tội khai mang với FBI trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2016. Đây là lệnh ân xá gây sự chú ý nhất mà ông Trump từng ban kể từ lúc lên làm Tổng thống Mỹ. Ông Flynn giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã sa thải vị quan chức 61 tuổi này chỉ sau 24 ngày phục vụ khi những tranh cãi nổ ra về hoạt động tiếp xúc giữa ông Flynn với đại sứ Nga tại Mỹ.
Nối tiếp chương trình là bản tin dự báo thời tiết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm 26 và ngày 27 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời trở lạnh, nhiệt độ dao động từ 18 đến 31 độ C, về đêm vùng núi giảm xuống dưới 18 độ C. Các tỉnh khu vực miền Trung, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ C. Còn ở các tỉnh Nam Bộ thì trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C. Riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ban ngày nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C, trời có mây, không mưa. Hiện nay, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con ngư dân lưu ý đề phòng rủi ro khi hành nghề đánh bắt trên biển. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.